Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Bữa sáng doanh nhân thứ tư ngày 9 tháng 12. Sau đây là những tin chính sẽ có trong bản tin sáng ngày hôm nay. Bộ Y tế chạy đua với thời gian để thử nghiệm và sản xuất vaccine COVID-19. IMF cho rằng Việt Nam cần nâng cao năng lực tiếp cận thị trường và nhà đầu tư. Việt Nam đang hưởng lợi để phát triển bất động sản công nghiệp về lâu dài. Anh và EU họp thượng đỉnh nhằm tháo gỡ bế tắc Brexit. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng đến với những thông tin về thời tiết và sự kiện văn hóa giải trí đáng chú ý. Xin chào quý vị khán giả, thời tiết hôm nay có gì đáng chú ý? Xin mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật trong phần đầu của chương trình ngày hôm nay. Hôm nay Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc là cấp 2 cho tới cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại, vùng núi cao có nơi xảy ra băng giá và sương muối. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa rào rải rác, gió bắc đến tây bắc là cấp 2 cho tới cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông bắc là cấp 3, phía bắc trời lạnh. Tây Nguyên và Nam Bộ đều có chung hình thái thời tiết là có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc là cấp 2 cho tới cấp 3. Nhiệt độ ở một số thành phố lớn hôm nay như sau. Thủ đô Hà Nội có nhiệt độ dao động trong khoảng 13 đến 25 độ C, Đà Nẵng có nền nhiệt là 22 đến 24 độ C, thành phố Đà Lạt có mức nhiệt là 20 đến 25 độ C và cuối cùng là thành phố Hồ Chí Minh, ở đây sở hữu nền nhiệt là 24 đến 32 độ C. Nối tiếp chương trình, xin mời quý vị cùng đến chùm tin văn hóa giải trí đầu ngày. Mới đây, nữ ca sĩ Mariah Carey đã kết hợp cùng Ariana Grande, Jennifer Hudson và rapper Snoop Dogg sản xuất phim âm nhạc Giáng sinh. Phim mang tên Mariah Carey's Magical Christmas Special, đạo diễn bởi Hamish Hamilton và Roman Coppola, được phát hành trên hệ thống chiếu phim trực tuyến của Apple. Bộ phim khép lại với ca khúc All I Want For Christmas Is You, bản hit nổi tiếng của nữ ca sĩ trong mỗi dịp Giáng sinh kể từ khi ra mắt vào hơn 2 thập kỷ trước. Tờ CNN nhận định, bất chấp đại dịch và một năm khủng khiếp, Carey đã thực hiện một bộ phim đặc biệt, chứa đầy yêu tình, đồ trang sức lấp lánh, ánh sáng tuyệt vời và những đứa trẻ ngọt ngào. Mùa lễ hội cuối năm đã chính thức bắt đầu tại thành phố New York, Mỹ với sự kiện thắp sáng cây thông Giáng sinh thường niên lần thứ 88 của trung tâm Rockefeller trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành. Buổi lễ thắp sáng cây thông ở trung tâm Rockefeller thường thu hút hàng trăm nghìn người tham dự. Tuy nhiên, năm nay do các hạn chế của đại dịch COVID-19, người dân không được phép tham gia. Du khách sẽ phải mua vé tham quan cây thông trong mùa lễ tại các điểm được chỉ định. Buổi lễ kéo dài trong 2 giờ, được phát sóng trực tiếp cùng hàng loạt màn trình diễn quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng. Cây thông năm nay nặng 11 tấn, cao 23 mét, sẽ được trưng bày đến đầu tháng 1 năm 2021. Mới đây, công tước và nữ công tước xứ Cambridge của Anh đã bắt đầu hành trình di chuyển khắp nước Anh để gặp gỡ các nhân viên tuyến đầu, nhân viên chăm sóc tại nhà và giáo viên để cảm ơn những nỗ lực của họ trong công việc đẩy lùi đại dịch COVID-19. Cung điện Kensington chia sẻ trong một tuyên bố, công tước và nữ công tước rất mong muốn được tìm hiểu về công việc của các y bác sĩ trong thời gian khó khăn vừa qua. Họ cũng mong muốn thay mặt quốc gia chia sẻ lòng biết ơn dành cho sự vất vả của nhân viên tuyến đầu, nhân viên chăm sóc tại nhà và giáo viên trước dịp lễ Giáng sinh sắp tới. Anh hiện là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở châu Âu bởi dịch COVID-19, với hơn 60.000 người qua đời vì đại dịch này. Tiếp theo chương trình là những thông tin kinh tế đáng chú ý, kính mời quý vị cùng theo dõi. Mời quý vị cùng đến với những thông tin đáng chú ý về đại dịch COVID-19 trên toàn cầu và Việt Nam. Tính đến ngày 8 tháng 12, trên thế giới có hơn 68 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó có hơn 1,5 triệu ca tử vong, số ca đang nhiễm là hơn 19 triệu người. Còn tại Việt Nam, theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính đến ngày 8 tháng 12 đã ghi nhận 1.377 ca nhiễm COVID-19, trong đó đang điều trị là 115 người, số người đã khỏi bệnh là 1.224 trường hợp. Bộ Y tế Nga cho biết là vaccine Sputnik V ngừa bệnh COVID-19 gồm 2 liều do nước này sản xuất có giá không quá 1.942 rúp, tương đương là 26,2 đô la Mỹ, trong khi người dân Nga sẽ được tiêm phòng miễn phí và tự nguyện. Ngoài ra, trợ lý Bộ trưởng Y tế Nga Alexei Kuznetsov cho biết giá bán tối đa 5 bộ vaccine Sputnik V được ấn định là 131 đô la Mỹ. Trước đó, nhà sản xuất Sputnik V cho biết họ sẽ tiêm phòng miễn phí cho người dân Nga.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã ra chỉ thị bắt đầu tiêm chủng hàng loạt vaccine phòng COVID-19 từ tuần này. Vaccine Sputnik V cũng giống như vaccine của các công ty dược phẩm Pfizer và Moderna cần phải tiêm 2 mũi. Cục trưởng Cục Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe con người Liên bang tại Nga cho biết thêm, bên cạnh các loại vaccine đã được biết đến thì các chuyên gia đang phát triển ít nhất 10 loại vaccine khác. Công ty Sinovac Biotech của Trung Quốc đã huy động được hơn 500 triệu đô la Mỹ từ các nhà đầu tư để giúp sản xuất gấp đôi số lượng vaccine COVID-19. Công ty Sino Biopharma được niêm yết tại Hồng Kông. Do CP Pharma Group kiểm soát sẽ đầu tư 515 triệu đô la Mỹ, tương ứng với 15% cổ phần của Sinovac Life Sciences, đơn vị phụ trách sản xuất CoronaVac. Quỹ đầu tư Trung Quốc Advanced Capital và Vivo Capital của Mỹ trước đó đã chuyển các khoản vay của Sinovac thành vốn cổ phần của Sinovac Life Sciences. Jan Kuei Dongjin, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Sinovac cho biết, chúng tôi đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc phát triển vaccine COVID-19 của mình. CoronaVac đã đạt được những cột mốc quan trọng trong thử nghiệm lâm sàng ở châu Á và châu Mỹ Latin. Với việc hoàn thành nhà máy thứ hai trong tháng này, Sinovac đặt mục tiêu tăng gấp đôi công suất sản xuất hàng năm lên 600 triệu liều vaccine CoronaVac. Thông báo về tiến độ nghiên cứu sản xuất vaccine phòng chống COVID-19 trong nước, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết các đơn vị đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ để thử nghiệm và sản xuất. Theo Bộ Y tế, các vaccine COVID-19 do Việt Nam nghiên cứu và sản xuất đang bắt đầu vào giai đoạn thử nghiệm trên người từ ngày 10 tháng 12. Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để tiến trình nghiên cứu thử nghiệm đảm bảo đúng yêu cầu đề ra về tiến độ, chất lượng, an toàn, song song với hướng đẩy mạnh nghiên cứu sản xuất trong nước. Bộ Y tế cũng đang triển khai đàm phán với các đối tác nước ngoài. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết thêm, chúng tôi đang chạy đua với thời gian trong cuộc nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất vaccine và chúng tôi vừa qua đã có cuộc họp cuối cùng với các đơn vị sản xuất vaccine. Theo đó có những ưu tiên tạo điều kiện cho các đơn vị này. Liên quan tới các trường hợp mắc COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan y tế tại thành phố Hồ Chí Minh đã lấy mẫu xét nghiệm đối với 3.888 người, đồng thời tiếp tục mở rộng xét nghiệm đối với các nhóm nguy cơ cao. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh trong thời gian tới, lực lượng y tế tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng xét nghiệm giám sát các nhóm nguy cơ cao, cách ly người nhập cảnh theo quy định, giám sát người đã thực hiện cách ly ở các tỉnh thành khác về cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, HCDC đã tiếp tục khuyến cáo người dân tuân thủ hướng dẫn cách ly tại nhà của ngành y tế, bình tĩnh ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh, thực hiện 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế. Số liệu từ Bộ Tài chính cho biết là số vốn đầu tư công nguồn vốn vay nước ngoài 11 tháng đầu năm giải ngân được 6.312 tỷ đồng, đạt 34,65% vốn kế hoạch giao đầu năm. Còn nếu tính trên số kế hoạch năm 2020 đã được điều chỉnh sau khi cắt giảm của các bộ ngành là 45,51%. Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại Bộ Tài chính cho biết thêm, bên cạnh những bộ ngành có tỷ lệ giải ngân cao thì vẫn còn một số bộ ngành có tỷ lệ giải ngân thấp như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Viện Hàn Lâm Khoa học, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch. Thậm chí là một số bộ ngành cam kết giải ngân 100% số vốn vay nước ngoài như Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, nhưng đến nay vẫn rất chậm. Ngày 7 tháng 12, IMF cho biết là thiếu thông tin hoặc thông tin không chuẩn xác có thể làm nhà đầu tư, các bên cho vay hiểu sai lệch, dẫn tới đánh giá tiêu cực về mức rủi ro hay thậm chí là có thể dẫn tới việc rút vốn hàng loạt. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cho biết, mục tiêu và nguyên tắc của quan hệ nhà đầu tư là sự minh bạch các thông tin dữ liệu và quyết định, khả năng tiếp cận của chính phủ cũng như khả năng dự toán được mức độ công khai thông tin và hành vi nhất quán của chính phủ cũng như tính chính xác của dữ liệu. Tiếp đến là các hình thức quan hệ nhà đầu tư, bao gồm các trang web quản lý nợ, bài thuyết trình với nhà đầu tư, tham vấn thị trường. Trong bối cảnh đó, IMF cho rằng Việt Nam cần xây dựng được một đội ngũ cán bộ nắm vững về nghiệp vụ và thông lệ của thị trường vốn quốc tế, chủ động trong việc tiếp cận thị trường và có thể tiến hành các giao dịch ngay và trong các thời điểm thuận lợi nhất. Để khắc phục tình trạng này, IMF sẽ hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực cho cán bộ các cơ quan chính phủ có nhiệm vụ thường xuyên theo dõi, tổng hợp báo cáo, công khai các chỉ tiêu kinh tế xã hội, chỉ tiêu giám sát vĩ mô, cải thiện việc tiếp cận cũng như quan hệ với nhà đầu tư. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp, một số quốc gia trong đó có Trung Quốc đang tăng cường kiểm soát thực phẩm nhập khẩu, bao gồm cả việc lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Do đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu các cơ sở chế biến thủy sản xuất khẩu sang Trung Quốc chủ động liên hệ với khách hàng, nhà nhập khẩu Trung Quốc để chuẩn bị, cung cấp kết quả thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các doanh nghiệp, kể cả các kết quả thẩm tra lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đối với các mẫu bao bì, sản phẩm trước khi xuất khẩu được yêu cầu. Báo cáo thị trường bất động sản Việt Nam năm 2020 cho biết là các doanh nghiệp nước ngoài tiếp tục đẩy mạnh sự dịch chuyển ra khỏi Trung Quốc.
và Việt Nam trở thành một điểm đến thay thế cho các cơ sở sản xuất này. Với thuận lợi không chỉ đến từ các hiệp định thương mại với cam kết thuế quan mà còn chi phí lao động cơ sở hạ tầng được đầu tư phát triển đứng thứ hai trong khu vực chỉ sau Indonesia, Việt Nam đang hưởng lợi để phát triển bất động sản công nghiệp về lâu dài. Tháng 11 vừa qua, Hiệp hội Năng lượng Việt Nam đã có văn bản gửi tới Chính phủ và Bộ Công Thương kiến nghị kéo dài giá FIT hiện tại của điện gió và điện mặt trời thêm ít năm nữa. Trong văn bản gửi Chính phủ và Bộ Công Thương, Hiệp hội Năng lượng cho biết trong những năm qua, các doanh nghiệp đầu tư vào điện mặt trời và điện gió phát triển rất mạnh. Tính đến nay đã có gần 8.000 MW công suất đạt, đóng góp khoảng 5 tỷ Wh một năm cho sản lượng điện quốc gia. Do đó, Hiệp hội Năng lượng đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài giá FIT hiện tại của điện gió và điện mặt trời thêm ít năm nữa, khi nào Chính phủ, Bộ Công Thương thực hiện việc đấu thầu rộng rãi, lúc đó mới thay đổi giá điện gió, điện mặt trời. Trên cơ sở đề xuất và căn cứ tình hình thực tế, Bộ Công Thương cho rằng việc kéo dài thời điểm áp dụng cơ chế giá FIT cho các dự án điện gió tại quyết định số 39 là phù hợp, đảm bảo kịp thời huy động phát triển nguồn điện gió để cung cấp điện cho hệ thống. Theo Ban Quản lý dự án đường sắt tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông thì sẽ vận hành thử toàn hệ thống trong 20 ngày liên tục từ ngày 12 tháng 12 để đánh giá an toàn phục vụ công tác nghiệm thu. Trong thời gian vận hành kể từ ngày 12 tháng 12, các đoàn tàu sẽ hoạt động từ 5 giờ đến 23 giờ hàng ngày. Trong giờ bình thường thì tổ chức chạy 6 đoàn, giờ cao điểm là có 9 đoàn chạy theo hai hướng từ đầu tuyến đến cuối tuyến hai ga Cát Linh, Yên Nghĩa. Được biết là trước khi vận hành thử hệ thống 20 ngày, tổng thầu dự án thực hiện chạy thử đoàn tàu 8 ngày để kiểm tra, nghiệm thu các hạng mục chuyên biệt. Số liệu từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cho thấy là trong tháng 11, nhà đầu tư trong nước đã mở mới đạt hơn 41.000 tài khoản, qua đó đưa tháng 11 năm nay trở thành tháng có số lượng tài khoản mở nhiều nhất lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong tháng 11, nhà đầu tư trong nước đã mở mới 41.203 tài khoản, vượt qua đỉnh tháng 3 năm 2018 và qua đó đưa tháng 11 năm nay trở thành tháng có số lượng tài khoản mở mới nhiều nhất lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong đó, số lượng nhà đầu tư cá nhân mở mới trong tháng là 41.080, 123 tài khoản mở mới từ các tổ chức, cao hơn tháng trước 4.700 tài khoản. Lũy kế 11 tháng đầu năm, các nhà đầu tư trong nước đã mở mới hơn 330.000 tài khoản, nhiều hơn 75% so với cả năm 2019. Trong đó, số lượng tài khoản mở mới kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát từ tháng 3 tới nay đã lên tới con số 302.000 tài khoản. Chuyển sang phần tin tức quốc tế, 14 quan chức gồm 13 nam và 1 nữ đều là phó ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc bị Mỹ trừng phạt với hình thức là đóng băng tài sản và cấm đi lại vì thúc đẩy đạo luật an ninh mới tại Hồng Kông, cũng như là có vai trò trong việc các nghị sĩ đối lập ở đặc khu bị bãi nhiệm theo nghị quyết được Quốc hội Trung Quốc thông qua. Động thái trên phản ánh nỗ lực của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong gây áp lực lên Trung Quốc trước khi chuyển giao quyền lực cho Tổng thống đắc cử Joe Biden vào tháng 1 năm 2021. Sau khi xuất hiện thông tin Mỹ sắp áp trừng phạt, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Trung Inh đầu ngày 7 tháng 12 tuyên bố Bắc Kinh sẽ đáp trả nếu Washington tiếp tục sai đường. Thủ tướng Anh Boris Johnson và Chủ tịch Ủy ban châu Âu dự kiến sẽ tham dự cuộc họp thượng đỉnh quan trọng nhằm tháo gỡ những bế tắc đàm phán Brexit. Sau khi kết thúc cuộc điện đàm kéo dài 90 phút, ngày 7 tháng 12, lãnh đạo hai bên đã ra thông cáo chung cho biết một cuộc họp quan trọng sẽ được diễn ra trong vài ngày tới. Các nguồn tin từ EU và Anh cho biết nhiều khả năng cuộc họp này sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 12 tại Bruxelles. Thông cáo chung cho biết lãnh đạo EU và Anh nhất trí cho rằng những điều kiện để thông qua được thỏa thuận hiện nay vẫn chưa đạt được do cả hai bên vẫn còn tồn tại những khác biệt trên 3 vấn đề chính: sơn chia bình đẳng, quản trị và đánh bắt cá. Do vậy, hai đoàn đàm phán cần xem xét, đánh giá lại những tồn tại khác biệt giữa hai bên để đưa ra thảo luận tại cuộc họp thượng đỉnh tại EU trong vài ngày tới. Cả Anh và EU đều cần có thời gian để quốc hội của bên mình thông qua bất cứ thỏa thuận nào mà đoàn đàm phán hai bên đạt được. Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết, Hạ viện nước này sẽ bỏ phiếu thông qua thỏa thuận rút khỏi vào ngày 9 tháng 12. Trung Quốc vừa công bố các số liệu cho thấy là hoạt động xuất khẩu của nước này trong tháng 11 đã tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất trong gần 3 năm qua. Số liệu xuất nhập khẩu mới nhất là những điểm sáng của nền kinh tế Trung Quốc, vốn đang trên đà phục hồi tăng trưởng sau đợt phong tỏa nhằm ngăn chặn đại dịch của COVID-19 hồi đầu năm. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 11 tăng 21,1% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 268 tỷ đô la Mỹ nhờ nhu cầu tăng cao đối với các sản phẩm y tế và điện tử. Đây là tỷ lệ tăng trưởng và xuất khẩu tốt nhất kể từ tháng 2 2018, vượt qua mức dự báo 12% của các nhà phân tích tại Bloomberg và cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng 11,4%
Trong tháng 10 năm nay, kết quả có được chủ yếu vào những đơn hàng xuất khẩu sang thị trường lớn như Mỹ và châu Âu. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu trong tháng 11 của Trung Quốc tăng 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn mức tăng 4,7% trong tháng 10. Tiếp theo chương trình là những thông tin về ba kênh đầu tư lớn, tiền tệ, dầu và vàng. Trên thị trường tiền tệ, Đồng bảng Anh đã hy vọng về một cuộc gặp giữa Thủ tướng Anh Boris Johnson và Chủ tịch Ủy ban châu Âu cứu vãn một thỏa thuận thương mại Brexit, trong khi nhu cầu về bến cảng an toàn đã hỗ trợ đồng đô la khi các trường hợp virus ở Mỹ gia tăng. Đồng tiền của Anh được đánh giá cao khi triển vọng của Anh và Liên minh châu đạt được một thỏa thuận vào phút cuối. Trong khi đó, so với rổ tiền tệ, Đồng bạc xanh tăng cao hơn lên 90,890 điểm, cao hơn khoảng 0.5% so với mức thấp nhất trong 2 năm rưỡi mà nó giảm mạnh vào thứ Sáu. Trên thị trường năng lượng, giá dầu giảm vào ngày hôm nay, cộng thêm mức thua lỗ từ phía trước khi California thắt chặt việc ngăn chặn đại dịch cho đến Giáng sinh và các ca nhiễm SARS-CoV-2 tiếp tục gia tăng ở Hoa Kỳ và châu Âu. Giá dầu thô của Mỹ WTI giảm 18 cent, tương đương 0,4%, xuống 45,58 đô la Mỹ một thùng, trong khi giá dầu Brent giao sau giảm 24 cent, tương đương 0,5%, xuống 48,55 đô la Mỹ một thùng. Giá vàng đạt mức cao nhất trong 2 tuần vào thứ Ba, khi các nhà đầu tư vẫn hy vọng vào các biện pháp kích thích hơn nữa của Hoa Kỳ để chống lại sự suy thoái kinh tế do sự gia tăng của các trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2. Vàng giao ngay tăng 0,2% lên 1.867,66 đô la Mỹ một ounce vàng và tăng lên 1.869,06 đô la Mỹ một ounce vàng, cao nhất kể từ ngày 23 tháng 11 trước đó trong phiên. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ tăng 0,3% lên mức 1.871,70 đô la Mỹ một ounce vàng. Mời quý vị cùng đến với những thông tin công nghệ đáng chú ý. Công ty thương mại điện tử JD.com của Trung Quốc ngày 5 tháng 12 thông báo, công ty này đã trở thành nền tảng trực tuyến đầu tiên chấp nhận tiền kỹ thuật số Trung Quốc. Theo một bài đăng trên tài khoản WeChat chính thức của JD.com, JD Digit, chi nhánh công nghệ tài chính của JD.com sẽ chấp nhận thanh toán bằng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số đối với một số sản phẩm trên các cửa hàng trực tuyến của mình. Đây là một phần nằm trong chương trình tặng tiền nhân dân tệ kỹ thuật số thử nghiệm cho công dân Tô Châu gần Thượng Hải. Đồng nhân dân tệ kỹ thuật số của Trung Quốc được đánh giá là một trong những sáng kiến tiền tệ kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương vượt bậc nhất thế giới. Trong bối cảnh các nhà chức trách trên toàn cầu phản ứng trước những mối đe dọa từ các loại tiền tư nhân như Bitcoin và Diem của Facebook, Apple vừa công bố danh sách các ứng dụng và trò chơi được tải xuống nhiều nhất năm 2020. Theo Business Insider, 2020 là năm kỳ lạ do Covid-19. Bảng xếp hạng App Store của Apple phần nào thể hiện điều đó. Cụ thể, Zoom đứng đầu danh sách ứng dụng được tải nhiều nhất trên App Store. Ứng dụng gọi video trực tuyến này nhận hàng trăm triệu lượt tải trong thời gian ngắn, nửa đầu năm 2020. Vào tháng 4, Zoom cho biết ứng dụng của mình đã nhận được hơn 300 triệu người dùng mỗi ngày. Tuy nhiên, sự phát triển quá nhanh khiến Zoom gặp phải nhiều sự cố, lẫn nghi vấn cuộc gọi video gửi tới máy chủ đặt tại Trung Quốc. Nhiều cơ quan và tổ chức lớn, trong đó có cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ, SpaceX của Elon Musk, Bộ Ngoại giao Đức đã cấm cửa ứng dụng này. Phần cuối của chương trình như thường lệ là chuyên mục cuốn sách mỗi ngày. Trong mục điểm sách của bữa sáng doanh nhân ngày hôm nay, Hồng Nhung xin giới thiệu đến quý vị cuốn sách Enneagram căn bản, cẩm nang tự khám phá bản thân và trách nhiệm tính cách. Cụ thể ra sao, kính mời quý vị cùng theo dõi. Enneagram là hệ thống tính cách đầy năng lượng và linh hoạt, miêu tả chính mô hình cơ bản khác biệt nhau về cách suy nghĩ, cảm xúc và hành động. Enne trong tiếng Hy Lạp là từ số 9, còn gram nghĩa là hình ảnh hay một điều gì đó được viết ra. Do đó, hệ thống tính cách của Enneagram được thể hiện bằng một biểu đồ gồm 9 điểm nằm bên trong một vòng tròn. Mỗi kiểu tính cách đều dựa trên một bộ lọc nhận thức rõ ràng, đi cùng nguồn năng lượng được định hướng bởi cảm xúc. Việc này tương tự mà cách các tế bào neuron thần kinh của chúng ta hoạt động dựa trên dòng chảy đan xen giữa thông tin và năng lượng. Các kiểu hình này sẽ quyết định những gì mà các cá nhân thuộc từng kiểu tính cách chú ý đến và các cách mà họ điều khiển năng lượng cũng như hành vi của mình. Ẩn dưới mỗi kiểu hình là các xác nhận cơ bản, niềm tin về những gì chúng ta cần trong cuộc sống để tồn tại và được thỏa mãn. Mục điểm sách xin được khép lại tại đây. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng quay trở lại với MC chính của Bữa Sáng Doanh Nhân. Chương trình Bữa Sáng Doanh Nhân xin được khép lại tại đây. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Còn bây giờ xin được kính chào và hẹn gặp lại.